Sinh cháu thứ tư ở độ tuổi ngoài 40 nên chị Trần Thị Trang ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên càng chú trọng thực hiện sàng lọc trước và sau sinh để phòng bệnh cho con của mình. Sau khi sinh con trai tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên, qua phần tư vấn của nhân viên y tế, chị đã đồng ý thực hiện gói xét nghiệm sàng lọc sơ sinh 8 bệnh cơ bản và hemoglobin. Sau gần một tuần thu mẫu, con trai chị Trang được kết luận có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến hemoglobin. Theo tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa, gia đình chị Trang đã đưa bé đi thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán sau 6 tháng tuổi tại các cơ sở y tế lớn để kịp thời đưa ra các phương án phòng bệnh cho con. Sau khi sinh, tôi được nhân viên bệnh viện có tư vấn về cái sàng lọc sau sinh. Thì tôi cũng đồng ý tham gia chương trình này. Là còn tôi đi trong quá trình sàng lọc sau sinh thì bé có thiếu máu. Và họ có nhận định là mình cháu có nguy cơ cao về cái bệnh tan máu bẩm sinh. Thì tôi thời gian tới tôi sẽ đi làm những cái xét nghiệm khác cho con để mình có thể là phát hiện sớm bệnh, điều trị sớm. Tương tự như gia đình chị Trang, chị Hoàng Thị Thu trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, ngay từ khi mang thai đứa con đầu lòng, gia đình chị đã nhận thức được sự cần thiết của việc khám sàng lọc sơ sinh cho con trẻ là phương pháp hiệu quả, giúp phát hiện sớm những nguy cơ bệnh lý để có biện pháp can thiệp kịp thời. Gia đình mình đi sinh bé này là bé thứ hai. Thì bé đầu và bé thứ hai thì mình đều cho bé làm sàng lọc sau sinh bằng biện pháp là lấy máu gót chân. Thì để mà mình cũng cho nó gọi 73 bệnh cho bé để phát hiện được các cái bệnh tiềm ẩn đối với cái việc lấy máu gót chân, thì gia đình mình cũng ý thức được cái việc là tầm quan trọng của cái việc tầm soát trước cho bé từ khi mới chào đời ở tầm độ tuổi 3 ngày là tốt nhất. Thì gia đình cũng đã thực hiện cho hai bé và làm đầy đủ các cái thủ tục để tầm soát cho các bé, để cho bố mẹ cũng an tâm trong cái quá trình nuôi dạy bé sau này. Theo các chuyên gia y tế, sản phụ trong thời kỳ mang thai đã được quản lý sàng lọc thai kỳ đầy đủ, nhưng bác sĩ không thể đưa ra kết luận em bé hoàn toàn khỏe mạnh khi bé vừa chào đời, bởi nguy cơ mắc bệnh di truyền vẫn có thể xảy ra. Sàng lọc sơ sinh là kỹ thuật thực hiện trong vòng 2 đến 3 ngày sau khi trẻ chào đời. Trẻ được lấy 2 giọt máu ở gót chân và đem đi xét nghiệm. Sàng lọc sơ sinh có thể phát hiện các bệnh lý liên quan đến rối loạn di truyền, nội tiết ở trẻ vừa ra đời, đặc biệt là những rối loạn bẩm sinh và di truyền như suy giáp bẩm sinh, thiếu men G6PD. Sàng lọc sơ sinh với mục đích nhằm phát hiện sớm các trẻ sơ sinh mắc các bệnh rối loạn nhiễm thể, chuyển hóa, dị tật. Nếu những trẻ mắc bệnh được sàng lọc, tư vấn và điều trị kịp thời sau khi sinh sẽ phát triển bình thường về thể chất và tinh thần. Do vậy, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác khám sàng lọc trước sinh và sau sinh là một trong những nội dung trọng tâm được các cơ sở y tế chú trọng, lồng ghép, gắn với thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe. Về cái thực hiện cái đề án 818, thì theo cái chỉ đạo của Trung tâm Y tế huyện về cái việc sàng lọc sơ sinh thì cơ bản là chúng ta cũng đã làm cả cái bước như siêu âm, rồi là khám sàng lọc cho những cái bà mẹ trước khi sinh, là cơ bản là cũng đảm bảo. Qua cái thực hiện cái đề án này thì người dân họ phản ánh rất chi là tích cực, là bởi vì đưa một cái đề án vào một cái chương trình chăm sóc sức khỏe có lợi và thiết thực cho nhân dân. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, công tác tư vấn cho sản phụ thực hiện lấy mẫu máu gót chân cho trẻ được thực hiện khá tốt. Mặc dù chương trình sàng lọc sơ sinh miễn phí đã kết thúc, nhưng rất nhiều bé sau sinh đều được người nhà đồng ý lấy mẫu gót chân cho trẻ trong vòng 24 đến 48 giờ đầu sau sinh. Tỷ lệ số ca thực hiện sàng lọc sơ sinh tại khoa đạt 42,4%. Đây là đơn vị dẫn đầu trong khám sàng lọc sơ sinh trên địa bàn tỉnh. Trước khi làm cái biện pháp sàng lọc sau sinh này thì bên gia đình cũng đã được bác sĩ và bệnh viện tư vấn về cái phương pháp này rồi. Quá tìm hiểu thì mình thấy là cái phương pháp này rất là bổ ích, và là mình nghĩ là nhà gia đình nào có điều kiện thì nên làm cho bé để mình có thể là biết được những cái bệnh bẩm sinh của bé, để mình có những cái phương pháp nó tốt nhất đấy. Hiện tại thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh chúng tôi là đã có 3 cái cơ sở về lấy máu gót chân cho trẻ, đó là bệnh khoa yêu cầu
bệnh viện khoa cơ, khoa sản gói và khoa sản thương, thì tất cả các khoa đều là tập trung tư vấn và lấy mẫu để gửi cho trung tâm. Đáp ứng được cái nhu cầu của người dân thì chúng tôi, các cái khoa lâm sàng của chúng tôi là vẫn tăng cường thường xuyên giáo dục tư vấn và lấy mẫu. Quá trình lấy mẫu sẽ đảm bảo để cho được cái chất lượng mẫu và kết quả tốt nhất. Thống kê 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã thực hiện được gần 3.300 trên 9.000 ca sàng lọc sơ sinh, đạt 36,3%. Trong số đó, chủ yếu tập trung tại các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với 2.500 ca, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh 446 ca, chiếm tỷ lệ 90,4%. Các khu vực có tỷ lệ khám sàng lọc sơ sinh cao trong tỉnh là thành phố Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên và Đức Thọ. Trong khi đó, một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện công tác xã hội hóa, sàng lọc sơ sinh như huyện Kỳ Anh, Vũ Quang, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân, nên kết quả vẫn còn nhiều hạn chế. Theo y sĩ Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên cho biết, xã hội hóa, sàng lọc sơ sinh có nguồn kinh phí từ chương trình Mục tiêu Quốc gia về Y tế dân số và hiện chỉ hỗ trợ một phần cho đối tượng nghèo, cận nghèo. Kinh phí hạn hẹp, đối tượng hỗ trợ hạn chế nên chưa phát huy được tối đa hiệu quả của đề án sàng lọc sơ sinh. Đặc biệt là nhờ cái sự nhận thức, rồi qua cái sự tuyên truyền, báo đài, rồi TV và sự vào cuộc của toàn thể cộng đồng. Chính vì vậy mà cái nhận thức của các ba mẹ về cái vấn đề sàng lọc sơ sinh là cũng ngày càng cao. Nhận thức được cái điều đó cho nên là sau quá trình mà các sản phụ đến khâm thai cũng như là sau sinh thì đều được được nhận được các cái kiến thức qua các cái kênh truyền thống và rồi tư vấn của chị em, cho nên là cái công tác sàng lọc sơ sinh cũng là ngày càng đạt được cái hiệu quả cao. Sàng lọc và phát hiện, can thiệp sớm những bệnh mà trẻ có thể mắc phải, đó là mục tiêu của chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu đặt ra trong chương trình thì ngoài sự nỗ lực của ngành dân số, đòi hỏi các cơ sở y tế và các đơn vị liên quan cần vào cuộc trách nhiệm, đặc biệt là chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, tư vấn về sàng lọc sơ sinh, nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong công tác này. Cùng với đó là tạo sự đồng thuận của xã hội về xã hội hóa sàng lọc sơ sinh, bởi việc sàng lọc sơ sinh không chỉ là vấn đề cá nhân của mỗi gia đình mà chính là bước đi lâu dài của ngành dân số nói riêng và cả xã hội nói chung vì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng giống nòi, nâng cao chất lượng dân số. Thì để làm tốt trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cái buổi hội nghị, hội thảo, rồi tập huấn, trước hết là cho đội ngũ cán bộ y tế, thứ hai nữa là tổ chức các cái lớp tập huấn về sâu tận ở cộng đồng để giúp cái người dân có cái nhận thức về cái vai trò quan trọng của sàng lọc sơ sinh. Để mà đạt được cái kết quả tốt thì phải có cái sự là hỗ trợ của ngành y tế. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong cái chính sách của địa phương thì sẽ có những cái mở rộng các cái đối tượng hơn để nhiều cái cặp vợ chồng được tổ chức sàng lọc sơ sinh, khi mà sinh con. Thực hiện sàng lọc sơ sinh là giải pháp nhằm phát hiện, điều trị sớm những bất thường của trẻ ngay sau khi chào đời, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời, hạn chế tỷ lệ trẻ sinh ra bị dị tật tử vong, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Đây được xem là chìa khóa vàng để nâng cao chất lượng dân số, hạn chế hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra cho trẻ, giảm nhẹ gánh nặng cho xã hội.